Rồi ok anh em. Chào mừng anh em đã quay một vlog nữa của mình. Mình là Mr. Ken 7789 các bạn. Chúc mừng anh em là con AB. Con này chắc là hầu như là gần như là, nếu mà nói về những cái đồ mà công năng đặc dị hầu như là gần full hết rồi các bạn. Hầu như là gần full hết rồi. Nói là đỉnh thì cũng chả đỉnh gì, nhưng mà về những cái đồ mà gọi là căn bản trong cái phân khúc mà gọi là tầm trung thì nó cũng là gọi là gần như đủ hết rồi. Thì con này thì nó đã bao gồm lên những cái món gì, thì ở đây mình chỉ có liệt kê về cái những cái món đồ chơi với lại sơn dần áo rồi nọ thôi, còn tiền đồ chơi thì anh em tự liệt kê ha. Thì tất cả những cái món đồ chơi thì những món cơ bản thì mình cũng đã review rất rất là nhiều những cái xe trước rồi, thì coi thử cái con xe này nó đã được trang bị những gì và anh em đoán thử coi cái chi phí mà để dọn một con giống như hình nó sẽ rơi vào bao nhiêu tiền. Thì mấy bạn nào mà có con số dự đoán gần đúng nhất thì sẽ có một phần quà từ nhà tài trợ Mr. Ken nha mấy bạn. Một cái voucher ít nhất là 30% cho cái option anh em nào mà dự đoán gần đúng nhất. Thí dụ với con xe này, mình sẽ một tuần nữa mình sẽ liệt kê ra những món đồ chơi gắn trên con xe này. Chi phí, ví dụ chi phí nó khoảng tầm là 50 triệu. Mấy bạn nào mà đoán con số gần đúng nhất, ví dụ là trên dưới, mấy bạn có những bạn đoán là 39 triệu, có những bạn đoán 49 triệu hoặc là có những bạn đoán 51 triệu thì mình sẽ cân đong đo đếm. Bạn nào mà gần với cái con số 50 triệu nhất và cái thời gian sớm nhất thì mình sẽ comment cho bạn đó với cái chi phí là một cái voucher 30%. Với cái dịch vụ sơn hoặc là bảo dưỡng bên mình, chứ còn đồ chơi thì chắc 30% là mình lỗ học máu á ha. Con này là con AB, hiện tại là con này là đang đi style là full black edition. Thì nay mình hơi mệt với bạn, 3 giờ sáng mình đi 3 giờ sáng mình đi Phan Rang, mình chở xe về, mới về tới thì giờ chuẩn bị giao xe cho khách. Thì bây giờ mình sẽ liệt kê từng món từng phần cho anh em coi thử coi cái con AB này nó đã ngốn của anh chủ xe nó lên quanh nó khoảng tầm là bao nhiêu tiền. Thì mình sẽ liệt kê mình đi từng phần trước ha. Thì trước mắt mấy bạn sẽ đi về cái set tháng trước. Thì set tháng trước chắc tới thời điểm hiện tại chắc những anh em mà thế hệ mà khoảng tầm 2K mấy, mấy bạn sẽ rất là ít thấy những cái bình dầu riêu giống vậy. Đây là cái bình dầu quả trứng riêu, và mấy bạn sẽ thấy rất là ít gắn trên những con AB tính tới thời điểm hiện tại. Thời điểm cách đây khoảng tầm 5-7 năm á, mấy bạn thấy chơi rất nhiều, nhưng mà thời điểm này thì nó sẽ rất ít rồi. Đây là bình dầu Rizuma. Thì quả trứng thì nó sẽ có hai dòng, này là dòng là quả trứng lớn rồi, một dòng là quả trứng chung nữa. Thì cái này là đang sử dụng là cái bình màu vàng, nắp kiến ở bên đây. Thì mấy bạn tự search Google, bình này là bình new nha anh em. Còn cùm thắng là đang sử dụng là cùm thắng RCS 14. Cùm này là mình cũng là cùm new, nhưng mà gắn thêm một cái núm chỉnh ở bên đây. Núm chỉnh zin của con này nó màu đen. Cái này là gắn một cái núm chỉnh ở bên đây là nó chụp vô trong cái núm mũ luôn. Rồi, tại sao mình lại đi cùm 14 mà mình không đi cùm 15, 16? Vấn đề là do là con heo dưới là đang đi con heo Frando Niken. Thì đối với những anh em nào mà thích cái hệ màu bóng bẩy mà để mà ngốn một con Rainbow thì giá trị nó gấp phải 3 lần con Fando. Nên là Fando thì vẫn là cái lựa chọn nó ok. Nếu mà nói về mà cảm nhận về thắng ha, nếu mà cảm giác về thắng thì mình đánh giá Rainbow nó vẫn best hơn Fando rất nhiều. Anh em nào mà đi nhiều rồi mấy bạn sẽ hiểu được cái cảm giác thắng của con Fando. Chắc cú 100% nó sẽ không bằng con Rainbow. Cái này mình đã trải nghiệm hai con Fando luôn rồi, bảo đảm về phần bố cho tới cái phần lực phanh luôn, không có cảm nhận không nhiều bằng con Rambo, không có cảm giác phanh nhiều đâu mấy bạn. Rồi phần cùm côn, cùm côn là chủ xe là đang đi một cái cùm Tiro Em. Cùm này là cùm ngắn ha. Thì Tiro Em nó sẽ có hai dòng, một dòng là tay ngắn và một dòng là tay dài. Cây ngắn thì đa phần mấy anh em vai ô hoặc là mấy anh em chơi AB đi những cái form xe nhỏ, mấy bạn sẽ thích đi cái tay ngắn hơn. Còn riêng mình thì mình lại thích đi cái tay dài. Thì mấy bạn đơn giản, cái cùm thắng bên đây nè,
lúc nào các bạn cũng sẽ thấy được là cái cùm thắng bên đây lúc nào nó cũng sẽ gần tới cái gù. Còn cái bên đây mà các bạn đi cái tay ngắn thì nó sẽ hụt hụt so với cái gù. Nếu mà tới điều em mấy bạn đi tay dài á, nó gần tới cái gù thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thì tùy theo mỗi người ta mỗi cái cá nhân người ta dọn xe khác nhau thôi. Ở đây mình sẽ có đấu một cái công tắc đèn. Công tắc đèn này thì mình sử dụng của thằng Daytona. Cùm này là mình gắn new luôn, còn cùm côn, cùm thắng là mình gắn hàng cũ mấy bạn. Cùm thắng là mình gắn đồ new, còn cái cùm côn là mình gắn đồ cũ. Bao tai mình đang sử dụng là cặp bao tai của thằng MotoGetGet. Thì khi mà anh em gắn một cặp bao tai MotoGetGet, nó cũng là một trong những cặp bao tai mà nó mắc nhất nhì thị trường. Tính tới điểm hiện tại thì những cái cặp bao tai MotoGetGet giống vậy mấy anh em lại gần đây nè. Thằng này nó xài bền lắm nha. Nó xài cũng rất bền nhưng mà do là cái giá thành của nó rất là mắc nên là anh em cũng ít tiếp cận á. Thì nó loanh quanh hết đâu gần cả triệu bạc cho một cặp bao tai MotoGetGet. Đa phần cái này mấy anh em chơi classic người ta chơi nhiều, những xe giống như là Triumph, những xe giống như là Chrysler á là người ta chơi MotoGetGet nhiều. Chứ những cái xe như AB hoặc là những cái xe nhỏ nhỏ anh em sẽ rất là ít khi chơi MotoGetGet. Chẳng qua là anh chủ xe ảnh đang muốn gắn cái cặp xi nhan MotoGetGet nên là đi chung với một bộ bao tai thì nó sẽ đẹp hơn. Nếu mà tại vì cái bao tai MotoGetGet mấy bạn sẽ thấy được là nó sẽ mập hơn là những cái bao tai thông thường anh em. Đối với những người mà có cái hệ mà tai nhỏ giống như mình á, bóp cái tai MotoGetGet vô á, đâm ra nó hơi đầy cái tai. Nhưng mà đối với những anh em nào mà cái hệ mà tai mà cái ngón tay nó dài hoặc là cái thân nó rộng thì bóp MotoGetGet vô thì nó ok. Chứ còn như những cái form mà giống như mình 1m65 cái tai mình nó ngắn lắm nha, bóp vô thì thấy nó hơi bự, cái cảm giác nó không có nắm được hết cái ghi đông á. Còn cái này là cái gù MotoGetGet, cặp gù này cặp gù new luôn, bao tay là cũng là bao tay new, các bạn tự sạch giá ha. Cặp gù này thả chung với lại cặp bao tay vô là giống như là người xe hợp nhất. Nhưng mà cái này nó bất tiện một cái á, xi nhan thì rất là đẹp nhưng mà khi mà anh em mà những cái xe thể loại giống như vậy, mấy bạn tránh vô chung cư, mấy bạn tránh vô những cái chỗ đông đúc ăn uống. Như cái này là cái phần mà dễ bị quẹt nhất, mà khi cái này nó quẹt á, cái này nó làm bằng mica anh em, nó rất là dễ bể nên là quẹt hay là cấn vô tường gì đó là nó bể, là coi như là bỏ luôn. Cái này mình sẽ đi dây nó âm vô trong cái phần ghi đông luồn xuống dưới, âm vô ghi đông luồn xuống dưới cầu điện ở trong. Cái này nó cho xe lớn cũng người ta xài rất nhiều, những cái xe hệ Triumph, Bumper hoặc là cà phê người ta chơi những cái hệ xi nhan MotoGetGet này rất nhiều. Nhưng mà nó cầu điện nó hơi bị rườm rà thôi. Còn ở bên cùm ga thì mình thả cùm ga zin ra rồi. Mình sử dụng cái cùm ga của thằng Domino màu đen, hai dây ga dưới. Đó, như thằng này, bình thường những cái bao tay mà mấy bạn bóp á, thì nó ôm vô hết cái ngón tay của mình á, cảm giác mình bóp mình chủ động được cái ghi đông. Như cái này giống như cái tay mình nó quá nhỏ, bóp này ra nó mập quá, không có cảm giác nhiều. Tùy theo mỗi, nhưng mà xe này xe tay ga chứ không phải là riêng về xe đua bơi thì nó khác. Rồi xét dàn chân, xét dàn chân cũng hơi nhiều ha. Xét dàn chân thì bao gồm heo Fando, thì cặp dĩa trước là cũng đang sử dụng là dĩa Breaking. Dĩa Breaking thì mấy bạn sẽ thấy rất nhiều trên những cái xe SH người ta đi nhiều. Nhưng mà AB thì sau này AB đa phần là chơi những cái dĩa như Ganfer là nhiều. Còn SH350 dĩa Breaking này chơi rất nhiều. Cái dĩa Breaking hình như là nếu mà anh em nào có để ý á, mình cảm nhận cái dĩa Breaking á, cái bề dày nè, nó sẽ dày hơn các bạn. Anh em nào mà chơi Ganfer mấy bạn thử coi thử cho mình. Thằng này Breaking thì cũng là của ý luôn các bạn. Thằng này nó mình cảm nhận này, nè cái mặt trên này nè. Mình cảm nhận là thấy là cái thân cái bề dày của dĩa, cảm giác là nó dày hơn dĩa Ganfer, cảm giác nó dày hơn dĩa Brembo luôn. Mấy anh em nào mà có trải nghiệm thử mấy anh em coi giúp mình ha. Còn mâm mình đang sử dụng là mâm này, là mâm cái gì quên tại rồi, power 5. Thì cặp mâm này thời 5 năm trước anh em chơi rất nhiều nhưng mà sau này hầu như bị tiệt chủng rồi. Mâm này hồi trước là màu đen, mình đã sơn lại là cái màu rôm chì. Cái này là cái màu nó hơi tối tí xíu, đi cho nó hợp tông với lại cái dàn chân.
Tại vì dàn chân chủ yếu chủ xe người ta muốn là cái dàn chân cho nó sáng sủa lên mấy bạn. Còn đi đen thì nó sẽ bị đụng hàng nhiều quá. Đây mâm rơn chì trước sau mấy bạn. Còn cái dây dầu đang sử dụng là dây dầu heo. Cái đầu ngắt này đầu ngắt thái thôi anh em, chứ không phải là đầu ngắt riêu đâu. Nhưng mà xài nó cũng khá là ok. Cái này thì có rất nhiều cái video mình đã chia sẻ cho anh em rồi. Đè xuống quay ra và lụm gạo thôi. Nói chung mà để cho nó xì dầu nó cũng khó lắm, chứ nó không dễ gì đâu. Còn cái bát dĩa dây dầu thì đang sử dụng là cái bát dĩa dây dầu của thằng DMV. DMV thì thương hiệu của Đài Loan mấy bạn. Mấy bạn nếu mà DMV các bạn thấy nhiều nhất, mấy bạn sẽ thấy trên những cái món đồ chơi của Z1000. Z1000 nó sẽ có những món đồ chơi giống như là bảo vệ lốc máy DMV nè. Những cái lóc cốc đen ken nhỏ nhỏ, chụp ghi đông nè, chụp dây dầu nè, rồi chụp sườn rồi nọ là của DMV làm rất nhiều. DMV là của hãng của Đài Loan, xài cũng rất là ok các bạn. Nhưng mà thường là mà như những cái hãng đó mấy bạn riêng về những cái đồ CNC á, mấy bạn muốn xài bền nhất á, một là màu đen, hai là màu bạc là các bạn xài muôn năm luôn. Nó rất là lâu xuống màu. Chứ bạn xài màu vàng, các bạn xài màu đỏ, các bạn xài màu xanh đi thời gian nó mau xuống màu lắm. Để xuống con trai. Xuống. Rồi. Cặp phục này là cặp phục LCM. Ráp vô cho con AB 160 các bạn. Phục sau đang sử dụng là phục sau Ulin. Thì một số đầu carbon bao gồm là ốp lốc nồi, ốp boe, hai món này là ốp carbon fiber các bạn. Cái này là carbon ốp trên cái nền zin của xe chứ không phải là carbon theo nguyên khối. Thì tùy theo bây giờ riêng về cái vấn đề carbon fiber, Việt Nam mình làm cũng rất là vip rồi. Có những đơn vị người ta đổ khuôn ra là đẹp như châu Âu và người ta cũng xuất qua châu Âu bán luôn các bạn. Như mấy cái form này tùy theo cái túi tiền của anh em tới đâu thôi. Như cái này mà carbon fiber nguyên một khối mà đổ khuôn thì nó sẽ mắc hơn là ốp lên trên cái miếng nhựa zin. Và cái này cũng vậy. Hai miếng này là ốp carbon fiber xịn. Lốc nồi thì mình sơn cái màu xám nhám hơi xanh xanh theo mẫu của chủ xe. Đợt trước là mình sơn cho ảnh là màu đen bóng á, nhưng mà sao ảnh thấy nó không có nổi được cái đầu carbon nên là ảnh kêu mình sơn lại cái màu xám hơi xanh xanh. Đưa cái mẫu cái lòng đĩa của Brad Tech thì mình pha theo cái mẫu lòng đĩa Brad Tech. Mâm sau mình cũng sơn cái màu xám chì với bạn. Đồ lốc cốc đen ken cũng khá nhiều á, như cái càng thắng nè, càng thắng GTR nè. Gác chân cũng là gác chân GTR. GTR là cũng một trong những thương hiệu cũng lớn nhất nhì của Thái Lan luôn các bạn. Thái Lan thì có GTR có nhiều lắm, nhưng mà GTR là cũng là một trong những thương hiệu mấy bạn sẽ thấy rất nhiều. Hiện tại bây giờ GTR cũng làm cho rất là nhiều cho những dòng xe lớn luôn. Kính gió nè, chống đổ nè, rồi số gãy cũng có nè, rồi những cái giống như là lắp cốp đăng ken mấy cái đồ trang trí như gác chân cũng có nè, rồi chống nghiêng cũng có, rồi mấy cái chụp chống đổ nhiều lắm. Chống nghiêng với lại chống đứng là sử dụng của inox 304. Cổ bô bên đây là đang sử dụng là cổ bô inox luôn các bạn, chứ không phải không có xài cổ bô titan. Đây. Cổ này là đang xài cổ bô inox 304. Ốc ác ở ngoài mặt tiền là hầu như là lên full Salaya hết rồi. Rồi bên cạnh đó thì chủ xe còn thiết kế thêm một cái đèn bi cầu. Có luôn cái AE màu đỏ. Gọi là Angel Eye. Màu đỏ ở đây. Thì mấy bạn thử đoán thử cho mình coi là full set con xe giống vậy. Bao gồm là sơn full dàn áo, sơn full dàn chân. Đồ chơi thì mấy cái như kính đồ mình khỏi tính đi. Thì những cái giống như là đơn giản, phục sau, phục trước, heo, cùm côn, cùm thắng, rồi công tắc, đèn bi cầu, rồi chống đổ, bao tay, gù, cùm tăng, bình dầu. Thì nó rơi vào khoảng tầm là bao nhiêu tiền? Thì khoảng tầm một tuần nữa mình sẽ công bố kết quả cho cái con AB này cho anh em. Thì cái chi phí để dọn một con AB như hình
bao gồm phần sơn, mọi chi tiết mình sẽ liệt kê ra từng món từng món từng món luôn. Mình sẽ báo giá cho anh em từng món luôn sẽ là bao nhiêu tiền. Anh em nào mà dự đoán đúng nhất thì mình sẽ có một cái discount tặng cho anh em 30%. Giá trị đơn hàng bao gồm là chỉ có bảo dưỡng hoặc là detailing hoặc là sơn xe full, chứ còn không áp dụng vô là bán đồ chơi xe nha anh em. Rồi, các bạn nào mà có nhu cầu dọn xe hay sơn xe, mấy bạn cứ alo cho mình 0903 678 98 gặp với Tây Ken. Nay mình mệt quá các bạn, buồn ngủ quá. Mình không có thể chèn để mình quay clip luôn. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.